ngạo sư, là giáo sư hay là ngạo sư mà không nhận ra cái điều mà cả những cái điều mà chúng mày chế đấy thì cả thế giới đang thèm khát. Và nhiều đứa nói rằng á, Việt Nam đánh đuổi Mỹ và Pháp là đánh đuổi đi hai nền văn minh. Chính con nhà văn Thu Hương cũng đã nói như thế đấy. Và sau đó là nó hành theo thằng Pháp đánh thuế cho Mỹ, và dư về thì chắc chắn là đòi nhắn răng như bên thằng Pháp, bên đất Pháp. Thỉnh thoảng giờ thêm nói tiếng mẹ đẻ thì lên mạng chửi bới, nói nhắn nói cùi thôi. Chứ ngu nhất là chứ mày có đâu mà mày ngu lắm con ạ. Tao hỏi mày là nếu như mà Việt Nam đánh Pháp, đánh đuổi Pháp và đánh đuổi Mỹ là đánh đuổi hai nền văn minh như mày nói, thì giờ á, thằng Pháp nó văn minh ở chỗ nào mà dẫn nó phải lấy cái biểu tượng cờ đỏ sao vàng của Việt Nam, của cái nơi mà mày chế này, mày chối bỏ đấy, để đi đòi làm cái biểu tượng, đi đòi tự do cho người dân của họ. Rồi mày ở bên đó mày có thối mặt không, không còn còn Thu Hương? Nhà văn kiểu chí mà mày ngu hết phần còn đó. Tao nói thẳng với mày như thế đấy. Bao nhiêu người, kể cả người Tây, người ta cũng là sắm cả cái hình Bác Hồ lên đây, lên cánh tay, với một cái tình yêu thương trìu mệt. Đấy, mà chính như chúng mày á, ở trong nước Việt Nam sướng bỏ mè á, mà dư lại chối bay bài, chế bay bài là ý gì? Đó nè, chứ dư mà những cái thằng mà như luật sư mà Cù Hà Huy Vũ đấy, ngày xưa mà luật sư ở chỗ nào chả biết, nhưng mà vì ngu, ngắn não, cho nên nghe bọn bác qué nó lừa chó, nó phỉnh chó, rồi cũng tưởng nước Mỹ là thiên đường. Rồi á, là từ dưng là bỏ cơm ăn bát mà là thì đi ăn cảm của lợn. Cho nên là dư á, thêm trở về Việt Nam mà còn không được. Rồi như lo nhà con nấm đấy, lo thằng Cù Hà Huy Vũ đấy, nếu mà ở Việt Nam á, thì dư một bước lên xe xuống xe. Còn ở bên kia đấy thì giống như thằng Bùi Tỉnh đấy, dư lứa lò hướng được sống thì là bớ vỡ chuối gầm cầu. Một đất nước mà hơn 41% dân số vô gia cư, và sảnh ra một nốt nhạc như đúng là cái số người từ cái người có ăn có học, đấy là tính cái người tâm cờ bác sĩ đấy chứ không tính là cái người dân, được cái người dân bình thường. Tính cái tâm cỡ người bác sĩ là có thu nhập cao, mà cái khi mà đang khỏe mạnh mà đi làm thì nó có thể là trên trung bình, cái cuộc sống nó khá là cao, cứ cho là nó khá cao, cao hơn những người thấp, là những người bình thường đó. Nhưng mà nhờ ra mà đen một cái mà bị tai nạn mà vô bệnh viện á, thì trong sổ, trong thẻ mà có cả $100,000 thì cũng veo một cái là một tháng là hết. Và chỉ sau một tháng đó là người vô đâu quấn vào cái số phần trăm dân số vô gia cư lại tăng thêm. Không còn tiền để trả tiền nhà là coi như là rau chuối gầm cầu. Đấy, một cái đất nước mà hơn 41% dân số vô gia cư, đó là cách đây 5-6 năm trước. Chứ dư quá cái dịch Covid rồi á, thì dư chắc chắn rồi lại ú ca chiến tranh nữa, thì người vô gia cư thì lại càng chắc là phải lên đến 50 năm mấy rồi đấy. Để bữa mốt phải vô xem lại rồi mới được. Đó. Và một cái đất nước như người ta nói thương mà nói, hay nói bác qué này đi sáng lườm giống như chửi thằng Việt kháng ra chửi mẹ con như con nấm là sáng lườm lón. Nhưng mà nói thật á, làm chi mà có mà lườm,
không có như Việt Nam đâu mọi người ạ. Thứ nhất á, là một cái đất nước họ cấm. Họ cấm ra đường là không được uống bia rượu. Các cái chất mà có cồn, có ga đấy là khoảng 5,5% cồn là không được uống rồi. Ra đường không được uống thì làm chi mà có rơi rớt ngoài đường để mà lườm. Mà trong khi là gần nửa dân số là vô gia cư rồi. Cuộc sống của Mỹ đấy. Đấy, thì giờ như cái thằng luật sư mà Cù Hà Huy Vũ đó á, rồi cũng như cái con nhà thơ nhà văn mà Thú Hương kia đấy. Tao biết chúng mày dư thèm lắm, thèm được về Việt Nam để mà ăn trái cóc trái ổi, để mà nói tiếng mẹ đẻ, rồi để mà chạy nhà ní sang nhà tế, để mà thăm mồ mả cha ba ông ông bà cha mẹ đó. Nhưng mà làm chi mà có mà được về, thêm cùng cố mà chịu thôi. Nhưng cái kẻ mà vong ơn bồi nghĩa là không bao giờ có nha, quê hương không bao giờ chào đón chúng mày đấy. Chứ dư mà cho thằng luật sư Cù Hà Huy Vũ về cả vợ chồng nhà nó nha, rồi con luật sư Bùi Thành nhá, rồi cho cái lò nhà con nấm về á, chúng nó mừng hơn là con nó chết xong lại, chứ đừng nói là mừng hơn cả chết xong lại nha. Chào Phú An Phạm nha. Đó nè. Cho nên đừng có tưởng rằng là con trong lồng thì đỏ hoe con mắt, mà con ngoài lồng thì ngút ngoắt muốn vô. Đây. Thì cái thằng Trần Đình Sử này là chế bái chế độ, không có chế độ nào thối nát như chế độ hiện tại này. Rồi là cái thằng Thái Bá Tấn á, thì là nói rằng là mong cộng sản cáo chúng này. Thì tao nói thật chúng mày á, đừng nghĩ rằng là tư bản là sướng. Tư bản mới là cái chế độ cắt cổ nha con. Làm ngày 12 tiếng không được ngồi. Đó, cho nên chúng mày ở Việt Nam mà chúng mày vừa làm vừa chơi, vừa làm để vừa trốn đi cà phê cà pháo. Đấy, vừa làm lại giờ làm lại trốn đi nhà nghỉ, trốn đi chơi hò hèn hò chỗ nọ chỗ kia, thì chúng mày ăn ít là đúng rồi nha. Làm ngày cho chữ tư bản á, làm ngày 12 tiếng mà còn không được đứng không được ngồi, mà còn á trừ 40% thuế thu nhập nữa. Lương 10 triệu thì phải trừ đi 40% ăn sinh ở đó đó nha. Cho nên đừng có nói rằng là Việt Nam là cù già cũng phải móc bọc đi bán vẹt số. Là người, thứ nhất là Việt Nam thích làm, người ta thích làm thêm phù con cháu là một. Hai nữa là Việt Nam làm ít thì ăn ít. Và ba nữa, Việt Nam cộng sản không thu, không đánh 40% mà thuế thu nhập. Chúng mày có 10 triệu tiền lương thì chúng mày ốm cả 10 triệu. Chúng mày chỉ mua cái bảo hiểm y tế, chứ không phải là nộp phí không trừ phí là quỹ an sinh xã hội. Thì người ta ăn hết đi rồi thì người ta phải tuổi già thì phải tân tảo. Chứ con ở đấy á, tuổi già cũng nộp đi khỏe mạnh đi làm, như thế như trâu như bò thì là cũng phải đóng 40% là thuế thu nhập, tức là thuế cái tiền lương đấy. Thì đến khi về già vẫn cứ sống theo cái kiểu là không dư thừa cho mấy đâu. Tiền lương hưu cũng rất là thấp. Mà có dư ra, có dư là dư giống như kiểu mà đời cha để lại cho con ấy. Chứ đừng ngồi đó mà chế bái chế độ cộng sản. Mà chế là chỉ chế chứ không biết nó lấy cái chế độ nào để mà đưa vào để thay thế cái chế độ cộng sản cho Việt Nam. Mà chúng mày rước là rằng là tám quyền phân lập của như là chế độ tư bản đưa về Việt Nam à. Chúng mày còn lá hơn con ếch. Cho nên đừng có to mồm. Ăn rồi thì là làm thì ít, đòi hưởng cho nhiều. Mà cứ đòi tám quyền phân lập. Tám quyền phân lập á, tư bản á, nó trì chúng mày học máu ra luôn.
Chứ đừng có nói là đi làm rồi là về là chơi chơi rồi là ngồi đánh bài đánh phỏm rồi đi làm giờ đi làm cà phê cà pháo không có đâu. Cho nên đừng có ngu lắm Trần Đình Sửu ạ. Chế độ cộng sản vẫn là nhất đấy, và nhiều lắm đấy, nhiều lắm nước như Indo rồi chị vẽ nói Sơ Lan rồi là chị Úc trước cùng rửa này đấy rồi nhiều lắm nước tây dư đang muốn trở lại cộng sản mà không trở lại được, không có cơ hội để mà trở lại được. Chứ còn như Nga đấy, xá chân một chút rồi cái thời Liên Xô cũ là bị đảng cộng sản bị thằng gọt ba chọp mà vì cái mình ruồng xéo xéo đấy, vì mì nhân kể vì mấy con cá vé đấy mà đánh mất chế độ đấy đó tình thế. Nhưng mà nhờ là Putin đấy, là một con gấu Bắc Cực, là một cái người mà gọi là cũng như là gần ngang ngửa như là Bác Hồ luôn, thông minh là đại trí đại tài đại dụng, đang vực nước Nga trở lại cái đảng cộng sản đấy. Chứ đừng có nghĩ rằng nói rằng là hỏi trên thế giới này là còn được mấy nước theo cộng sản nhá, còn 3-4 nước 5 nước 6 nước 2 nước 3 nước chúng ta cũng ok, miễn rằng đó cái chế độ đó là luôn lo cho dân và vì dân như đảng cộng sản Việt Nam. Chứ chả con chả cần phải là cho nhiều, cho nhiều để làm quái gì. Trời ơi, lên mạng cái là cứ hỏi này là con mấy nước là con chế độ cộng sản con mấy nước Việt Nam, Lào, Campuchia, ê cá kêu kề đi, không quan trọng, mà quan trọng là cái chế độ đó phục vụ tốt cho dân hơn bất kỳ chế độ nào, là người dân người ta ok rồi. Mà người dân người ta không cá không thán thì chúng mày thán làm cái gì đó này. Gặp nhắc cái bá que biết rất là thông cảm cho bá que, là bá que là dư cấy quá rồi, dư là gọi là tưởng là lội sinh lội biển rồi sang bên kia là sự thiên đường rồi súng sướng không đấy, tưởng là cứ ngồi rồi mở cửa ra cứ ngay rồi sáng mai ngủ đêm mới ngủ rồi sáng mai mở giày là tiền đổ ngoài đường hành tao vô không đấy. Chứ dư sáng chuối gầm câu, sáng làm chó hoang chạy chuối gầm câu thì khi đó mới biết đúng không, dư cái lắm rồi đúng không bá quế, cái lắm thì cùng chịu thôi, bởi vì quê hương mà quê hương không của riêng ai nha. Nhưng chúng mày đã tự nguyện chối bỏ, chúng mày đã tự nguyện rẻ rúng nó, rẻ rúng đất nước, chối bỏ đồng loại. Sẵn sàng cầm súng của giặc mà bắn vào đồng loại để ấm, để mà vẹt cái bớ thưa rửa cằn cho mình uống mình nước ra mình ạ. Mình đưa cái hình này cho mọi người xem. Một cái hình mà một cái bàn ăn mọi người ạ. Đúng rồi đó, để đưa cái hình nữa vô đấy cho bọn cho thằng Trần Đình Sử này, cho thằng Thái Bà Tấn, cho những bọn này nó đang chế cái chế độ này, móng cộng sản là cáo chung. Đấy, thì để cho bọn này nó biết rồi coi có cái chế độ nào thơm hơn thì để chúng nó đề cử cho người dân Việt Nam biết. Là mình đưa cái hình ảnh ở đấy á, là không phải là chém giết thì rất nhiều. Nhưng mà cái hình ảnh này là cái hình ảnh mà đấy, cho mọi người coi một cái chém giết mà béo đâu, nhưng do thì nhiều rồi nè. Nhưng mà cái ảnh này cái ní gặp ní lên mình cho xem luôn. Mà một cái, để một cái câu nói để đời, là mọi người có biết đấy là cả một bầy mỹ ngụy đấy không?
Đấy, một bầy mỉ nguy giống chó súc vật thế này, là đè một cái cù ống, đè một cái cù ống xuống, rồi là chúng nó trá tấn, lần đầu là đánh đập, ở trong báo là mình đọc là đánh đập mày không mà ông không khai. Ôi, chào em Bích Mai nha. Một rồi. Đánh đập ông mày mà ông không khai. Thì chúng nó nhận vô trong, nhận ông vô trong chung nước á, chung nước đây. Rồi nhận nó nhận cái đâu ông vô trong chung nước á, rồi là ông cũng không khai. Rồi đến khi là bằng cái cách này là chúng nó dùi núng cái dùi sắt đấy. Núng cái dùi sắt là cho đỏ lên, rồi là chọt vào trong cái mắt ông á. Mình dỡ rửa là mọi người chắc là thấy rồi đúng không? Để tí nữa mình sẽ thoát vô trong máy đây, Châu Ngọc Mai nhá. Lâu lắm rồi em. Chị cũng bừa đến chứ thấy khỏe khỏe rồi là quạt vối rồi là dọn dẹp nhà cửa rồi không rảnh. Mọi người thấy không này? Nó chặt người, nó xẻ người, chắn người ra rồi là bên này thì một cái đầu con người con gái nó róc hết trơn thịt luôn. Rồi đấy thì hái đuôi để cầm để chụp ảnh tư sướng mọi người này. Những cái ác của cái bọn mỉ nguy này thì nói không hết. Mà cái ông ra khi này á, thì mình đang tìm không biết mô đây. Nó chọt, nó núng cái dùi sắt nóng, rồi là nó chọt vào trong mắt ông này, nó đe ngựa. Đây, đây, đây. Đây. Không nói lỗi rồi nó mọi người, cái que đấy này, cái que nó ngam. Cái que đấy mọi người. Đây. Cái que nó đang chọt vào, đang chọt, đang dùi vào trong mắt ông đây. Đó, cái que này này. Quét đứng này này, chứ không phải là cái gầy thằng này đang dầm dầm dễ chấn đâu. Đó, thằng này dầm dễ chấn là để dừ đầu ống lại. Rồi chúng nó đang dùi qué vào mắt của ống ấy này. Đây, cái qué thằng đứng đây. Đó, ác ốn đền thế là cùng. Rồi mình đã tìm cái hình chí này. Cho mọi người mà lại quên mất rồi nè. Thế này mình nói đến cái chí hay. Mình lại tìm cái hình chí mà gặp cái hình nữ rồi mình nói rồi lại quên mất. À rửa đó. Ngần nó rửa đó nè. À nhớ rồi. Đây. Độc nhất vô nhì luôn mọi người ạ. Cái ní mà không thấy thì không biết. Gọi là cái chế độ mà văn minh mà bá quê và là cái thằng Tân Đình Sử và cái thằng Thái Bá Tấn, cái thằng Ngạo Sứ đấy, thằng Ngạo Sứ Tân Đình Sử và thằng Thái Bá Tấn mà hẳn đang muốn đưa về đây. Đấy là một cái bàn án nha mọi người. Đây, đấy là một cái bàn án này. Bọn chúng giả mán quá chị ơi, gấp bọn mì nguy thì nói làm chí nữa em. Đấy, đấy là một cái bàn án. Và đấy cái dấu đỏ này ấy, là thằng mì nha mọi người. Thằng mì nó vừa ăn xong. Mình đánh dấu đấy này. Đấy. Thằng mì nó vừa ăn xong thì nguy đấy. Đấy là một bầy nguy sống vô ăn thừa. Cái này là lá liếm bớ thừa sửa cằn vẹt mạng là có thật nha mọi người. Đây. Đấy, đang đánh nhau luôn. Một bầy đống lắm. Đánh nhau vô để ăn mà thằng mì ngồi coi. Nhục chứ mọi người. Tài rắn không làm người mà lại làm chó. Mà giống như một cái ống gì giống như một cái ầm một giống một cái ống tưởng mà đã có một cái câu nói để đời mà cái khí mà địch mà bắt ống rồi trả tận đấy. Là ông nói rằng là cái khí nữa là 30 tháng 4 là sắp năm đó là năm đâu 70 72 chứ rồi đó. Giặc trả tận. Mà trong khi đó là đã thắng được rất Việt Minh ở Cộng sản đã thắng được rất nhiều rồi. Và trả tận ống đấy, ống tưởng gì mà mình quên mất tên. Ông nói rằng là chúng ta đã một lần đứng lên được rồi thì không bao giờ quỳ xuống một lần nữa. Mà trả tận ống bằng đủ cái kiểu nhá. Cái ống gì mà bị cứa chân đến 6 lần ấy, rồi cũng có một ba cũng bị cứa chân, cứa sống chân ấy. Không gây tê gây mê chứ mà chúng nó bức cung, ép cung bắt khai Cộng sản ở đâu rồi nó kia mà. Chúng nó để rồi mà cứa chân từng lần một, từng khúc một đấy. Mà cứa đến 6 lần. Cứa đến cái ống, cứa chân đến ống nở rồi ống, cứa đến 6 lần rồi ống này chúng táo chịu thua mày. Mày là sinh vật thép. Rồi là bắt đầu đứa mì nhấn kể là đứa ông đến cái phòng là
giám ông, rồi là chuyển ông đến cái phòng rất là đẹp, đầy đủ tiện nghi, rồi là cho gái đẹp đến là nọ kia rồi đấy, đến để mời chào rồi gọi là mỹ nhân kế đấy. Đấy, mà ông nói rằng là chúng tao đã một lần, mày không thể khuất phục được tao. Chúng tao đã đứng một lần, đứng lên được rồi thì không bao giờ chúng tao cúi một lần thêm một lần nữa. Đó, mà nhờ có những cái câu nói bất hủ như thế mà cái lớp hậu sinh như 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 chúng ta đây này, Ngọc Mai này, như chị em này, Phú Anh Phạm, rồi là Thái Cương, rồi là Ánh Hồng này, chúng ta mới được thừa hưởng pháp quang lễ này. Nhờ những cái con người sắt đá anh hùng như thế, nhờ những cái câu nói để đời như thế mà chúng ta mới được thừa hưởng là cái cuộc sống tự do như ngày hôm nay. Chứ mà con mà cùng Á Dúa Á Tông mà vẹt mạng như cái bầy Ngụy Quyền này á, thì đất nước đến dư vẫn đang là một bể khổ. Cái bọn Mỹ nó rất gian ác, cái khí mà nó 554 nó đến nó hất chấn pháp, tức là đấu tranh về pháp, đấu chiến tranh về pháp, gọi là dân mặt pháp đấy, bắt pháp phải cút, bởi vì pháp là thuộc địa của nó. Thì cái khí đó mà pháp là Việt Nam, cái thời điểm 554 là Việt Nam là tả tới rồi, nghèo nàn lạc hậu, thì thằng Mỹ nghĩ rằng là chỉ nhảy vô là cần là một vài ba năm, lâu nhất là vài ba năm là đánh thằng thú gòn Việt Nam về một mũi, mở rộng cái địa bàn cho nước Mỹ. Đó, thì cái khí đó mà hắn đến mà cái cập cảng Đà Nẵng đấy, là những cái ngày đầu mà hắn đi mì dẫn, tức là lấy lòng dẫn, gây tình cảm với dẫn đấy mọi người. Đấy, là hắn cho lính là đứa kèo đấy, bỏ kèo vào mũ đấy, bỏ kèo vào ba lô rồi vào nổ vào kia, là đứa đi là kéo trẻ con đến là phát, đến cái làng nào đó là súng kéo trẻ con lại là phạt qua cho đứa vai ba cái kèo, rồi là mừng như là được vàng, nói rằng là chúng tao chưa bao giờ được ăn những cái này, rồi là mà chỉ có mày mới tốt với tao thì ngu á, cho kèo ăn rồi là cái loài mà liêm bạc như khi này đấy thì có chấp gì, có xả gì đó nè. Cho nên á, những cái loài mà ra như thế rồi mà còn ngu đấy, thì chắc chi mấy đứa trẻ con với mấy cái mù nan ba mà không dễ mà lấy lòng được bọn là lừa mì được những cái bọn Ngụy Quyền. Khi đến mới đến là nó cũng mì dẫn ghế gớm lắm, nhưng mà những cái người cộng sản á, những cái người khôn ngoan thì người ta vẫn là nhìn rõ được cái bộ mặt của nó, không dừng dưng gì mà một cái thứ cũng là người, hình vóc con người, nhưng mà khác màu da màu tóc, tiếng nói cũng khác, không đồng giờ không không cùng là dòng giống với mình, mà lại từ dưng lại đứa đến đứa kèo là cất cống, là đứa kèo từ bên kia nửa quả đất, nửa quả đất đứa sáng để cho mình ăn không. Đó, mà nó cho ăn trước và sau là phải làm chó cắn thuế cho nó. Bằng chứng đó là thằng Diệm, giá cáng nhà thằng Diệm và nhiều nhiều đứa Việt Nam Cộng Hòa. Ủa, dài lắm rồi mọi người ơi. Cho nên đừng mọi người ơi, giàu chị ngạo sư, giáo sư là Trần Đình Sử và thằng Thái Bá Tấn đấy, chúng mày nên nghỉ lại đi đấy. Nếu mà chúng mày là giáo sư thật đấy thì chào Isamen nha, thì chúng mày nên xem lại, nên nghỉ lại, suy nghĩ lại đi. Chứ cái chế độ cộng sản là cái chế độ tốt nhất. Không có cái chế độ nào tốt hơn cái chế độ cộng sản về dân nữa đâu. Chỉ có cái chế độ cộng sản là luôn lo cho dân mà tốt với dân. Nghe chưa? Chứ chế độ tư bản nó mới là bóc lột. Đấy, chứ con chuyện lớn nữa thì mình chỉ nói đến đó thôi, chứ con chuyện lớn nữa thì để người lớn họ lo nhá. Chứ mình nói nữa đây ta thanh nha, đây có như ca mập lại cắn màng là mất nick này. Đấy, cho nên là cái chuyện không phải tự dưng mà thấy nhiều người nói rằng là sao dạo này lại thấy nhiều người cứ hay chế bai chế độ, mà nhiều người là có tâm đấy.
Nhiều người mà có tâm gọi là có học hàm học vị và ra đầu đấy. Thì không ra đầu rồi không học hàm học vị thì làm sao mà bỏ được đập xây lại được 40 tập ngụy sử. Bỏ cái tập ngụy sử, bỏ cái cụm từ ngụy quyền. Bác Trọng đang rất là vất vả và Bộ Chính trị cũng đang rất là mệt mỏi và đang rất là vất vả. Giống như cái vụ Đắk Lắk là mọi người, vụ khủng bố Đắk Lắk đó là mọi người biết đấy. Đấy thôi, rửa chứ mình, mọi người ơi, mình cảm ơn mọi người đã vô coi. Mình cảm ơn mọi người đã vô xem. Rồi có một cái mượn mắng muốn là cái cánh mình là rất ít người vô xem. Vì bị cái nhà mạng nó hạn chế. Đấy, nó bắt phải mua view, mua like. Cho nên là mình rất ít xem nên mới nhờ mọi người là xem xong mà cảm thấy có lý, có tình. Thì nhờ mọi người chia sẻ cho mình tí với nha. Rồi cho cái nút theo dõi nha, ảnh hồng nha. Rồi là chia sẻ cho mình với. Chứ để cho những cái thằng mà gọi là học hàm giáo sư kia đấy mà nó dột bằng hơn đứa trẻ trâu. Nó tệ hơn đứa trẻ trâu, phát ngôn ngông cuồng hơn đứa trẻ trâu. Thì làm chứ phải là trước là học lễ, mà hầu là học văn, là phải có. Chứ đừng có nghe cái thằng Trần Ngọc thêm. Đừng có nghe cái thằng giáo sư Trần Ngọc thêm. Mà bỏ cái chuyện là tiền học lễ, hầu học văn là không thành người mất. Mà cha mẹ mà có để cả núi vàng biển bạc nữa rồi cũng tiêu hết. Chứ hắn không làm ăn sinh sôi nảy nở được đâu. Rồi mình chào mọi người nhé mọi người. Hẹn gặp lại clip sau nha. Rồi chia sẻ chị với. Rồi mình xin kết thúc clip tại đây. Chúc mọi người buổi tối vui ngon nha.